Chào các em học sinh lớp 1. Mời các em dở sách giáo khoa trang 27. Chúng ta vẫn đang học Unit 3, bài 3. Và hôm nay chúng ta bước vào Lesson 6, Story, tiết học 6, câu chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay có tựa đề là Is it a robot? Nó có phải là một con robot không? Để giúp cho các em dễ hình dung câu chuyện, thì mời các em đi đến phần 1. Hãy lắng nghe câu chuyện. Cô sẽ cho các em xem video để các em thấy được hành động của các nhân vật và các em cũng nghe được lời thoại của các nhân vật để các em dễ hiểu được câu chuyện này hơn. Is it a teddy bear? No, it isn't. Teddy bear. Teddy bear. It's a plane, right? Is it a plane? No, it isn't. Billy, my present. I'm Zozo. Ah. Is it a robot? Open it. Yes, it is. It's a robot. I'm Zozo. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. Trước khi cho các em đi đến phần tiếp theo, thì cô xin giới thiệu 4 bức tranh có trong câu chuyện này. Và cô cho các em nghe lại. Listening 47. Bài nghe số 47. Listen to the story. Hãy nghe câu chuyện. Bức tranh số 1. Mọi người đang ở trong phòng khách. Bố đưa cho Tim một hộp quà. Đây là món quà mà bố dành tặng cho Tim. Nhưng mà món quà này được gói trong một cái hộp quà nên Tim cũng chưa biết đây là món quà gì. Tim hỏi bố. Tim hỏi bố rằng Is it a teddy bear? Nó có phải là một con gấu bông không? Bố trả lời No, it isn't. Không, không phải. Billy nghe Tim có nhắc đến gấu bông, cho nên Billy bắt chước theo. Teddy bear, teddy bear. Gấu bông, gấu bông. Tim hỏi bố tiếp rằng It's a plane, right? Nó là một chiếc máy bay, đúng không ạ? Is it a plane? Nó có phải là một chiếc máy bay không? No, it isn't. Bố trả lời, không, không phải. Khi mà thấy Billy
đến để mà định lấy cái hộp quà thì Tim nói Billy, my present. Billy, quà của anh mà. Và bây giờ thì các em hãy để ý cái hộp quà có phát ra âm thanh tiếng nhạc. Và từ trong hộp quà có tiếng kêu. I'm Zozo. Tôi là dâu dâu. Hộp quà có phát ra tiếng kêu như vậy. Thì Tim ngạc nhiên và Tim hỏi bố. Is it a robot? À, nó là một con robot phải không? Bố trả lời. Open it. Hãy mở nó ra đi. Các em sang bức tranh tiếp theo. Tim đến hộp quà và chuẩn bị mở hộp quà ra. Mời các em sang bức tranh cuối cùng. Lúc này thì Tim bắt đầu mở hộp quà ra. Yes, it is. Vâng, đúng vậy. It's a robot. Nó là một con robot. Và lúc này thì các em hãy nhìn xem Tim bấm vào cái công tắc của con robot và con robot cất lên tiếng nói. I'm Zozo. I'm a robot. Tôi là dâu dâu, tôi là một con robot. Khi nghe robot nói như vậy thì Billy cũng bắt chước theo. Billy nói I'm a robot. Tôi là một con robot. I'm a robot. Tôi là một con robot. Vậy là các em đã hiểu toàn bộ câu chuyện này rồi đúng không nào? Câu chuyện của chúng ta đó là bố tặng cho Tim một món quà, nhưng món quà đó được gói trong một cái hộp quà. Và Tim cứ đoán không biết là cái gì ở trong hộp quà. Lúc thì Tim đoán đó là một con gấu bông. Khi thì Tim đoán đó là một chiếc máy bay. Và khi mà Billy đến đòi mở hộp quà của Tim thì Tim không cho. Tim muốn tự tay mở hộp quà ra. Và từ trong hộp quà thì phát ra âm thanh tôi là dâu dâu. Đến khi mà Tim cứ nghi ngờ trong đó là một con robot, đến nỗi mà Tim tò mò, Tim mở hộp quà ra thì phát hiện đó chính là một con robot. Và khi Tim bấm vào cái công tắc của con robot thì con robot kêu lên tôi là dâu dâu, tôi là một con robot. Khi nghe robot nói như vậy, robot nói rằng nó là một con robot, thì Billy, em bé Billy cũng bắt chước theo. Billy cũng nói là tôi là một con robot, tôi là một con robot. Các em sang hoạt động 2. Listening 47. Listen to the story. Hoạt động 2 là các em hãy lắng nghe câu chuyện, nhưng mà người ta có thêm một yêu cầu cho các em nữa, đó là các em phải đóng vai diễn kịch. Để cùng với các bạn hoặc gia đình đóng vai diễn kịch toàn bộ câu chuyện này một cách tốt nhất thì cô cho các em xem lại video và các em cũng được xem lời thoại ở trên video để các em nghe, các em đọc theo, các em bắt chước.
Is it a teddy bear? No, it isn't. Teddy bear. Teddy bear. It's a plane, right? Is it a plane? No, it isn't. Billy, my present. I'm Zozo. Ah, is it a robot? Open it. Yes, it is. It's a robot. I'm Zozo. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập để chúng ta làm bài tập trong sách bài tập. Sách bài tập trang 27. Listening 12. Bài nghe số 12. Listen, look and connect. Nghe, nhìn hình và nối. Mời các em nghe, nhìn hình và nối. 1. Is it a teddy bear? No, it isn't. Oh, it is a puppet. 2. Is it a car? No, it isn't. Oh, it is a plane. 3. Billy, what is it? You are right. It is a balloon. Vậy là các em đã nghe xong lần đầu. Bây giờ cô cho các em nghe lại một lần nữa. Listening 12. Listen, look, and connect. Bài nghe số 12. Nghe, nhìn hình và nối. One. Số 1. Is it a teddy bear? Nó có phải là một con gấu bông không? No, it isn't. Không, không phải. Oh, it is a puppet. Oh, nó là một con rối. Vậy là bức tranh số 1. Chúng ta sẽ nối với bức tranh B. Thì ra món quà ở trên tay Josie không phải là gấu bông mà là một con rối. Mời các em nghe tiếp. Two. Số 2. Is it a car? Nó có phải là một chiếc xe hơi không? No, it isn't. Không, không phải. Oh, it is a plane. Oh, nó là một chiếc máy bay. Thì ra là món quà ở trên tay của Tim không phải là xe hơi như Tim nghĩ, mà là một chiếc máy bay. Các em nối với bức tranh C. Mời các em nghe phần còn lại. 3. Số 3. Billy, what is it? Billy, nó là cái gì vậy? B. You are right. Con nói đúng. It is a balloon.
Nó là một quả bóng bay. Thì ra món quà ở trong tay của Billy khi mở ra đó là một quả bóng bay. Đúng như là Billy suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta sẽ nối hình 3 với hình A. Chúng ta vừa hoàn thành xong hoạt động đầu tiên, hoạt động 1 là hoạt động nghe. Chúng ta sang hoạt động số 2 là hãy chỉ vào hình và nói, hãy đặt câu hỏi và nói ra câu trả lời. Chúng ta bắt đầu làm hoạt động này các em nhé. Mời các em quan sát bức tranh số 1. Bạn Rosie đang cầm một gói quà ở trong tay và bạn ấy cứ nghĩ rằng nó là một con gấu bông. Bạn ấy tự đặt câu hỏi, nó có phải là một con gấu bông không? Is it a teddy bear? Thế nhưng khi mà mở gói quà này ra thì lại không phải là gấu bông mà là một con rối. Bởi vì không phải là gấu bông cho nên câu trả lời là No, it isn't. Không, không phải. Mời các em luyện đọc lại câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi là nó có phải là một con gấu bông không? Is it a teddy bear? Câu trả lời là không, không phải. No, it isn't. Mời các em quan sát bức tranh số 2. Tim cũng được tặng một món quà. Và Tim cũng không biết là trong một gói quà này là món quà gì. Tim cứ nghĩ nó là một chiếc xe hơi. Tim tự hỏi. Is it a car? Nó có phải là một chiếc xe hơi không? Khi mà Tim mở gói quà ra thì không phải là xe hơi mà là một chiếc máy bay. Bởi vì không phải là xe hơi cho nên câu trả lời là No, it isn't. Không. Không phải. Mời các em đọc lại câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi của chúng ta là nó có phải là một chiếc xe hơi không? Is it a car? Câu trả lời là không, không phải. No, it isn't. Bức tranh số 3. Em bé Billy cũng được tặng một món quà. Và em cứ nghĩ đó là quả bóng bay. Em đặt câu hỏi. Nó có phải là một quả bóng bay không? Is it a balloon? Khi em mở món quà này ra, thì em thấy đúng là một quả bóng bay rồi. Bởi vì đúng là một quả bóng bay, cho nên câu trả lời sẽ là Yes, it is. Nghĩa là vâng, đúng rồi. Chúng ta cùng luyện đọc lại câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi là, nó có phải là một quả bóng bay không? Is it a balloon? Câu trả lời là, vâng, đúng rồi. Yes, it is. Các em có thể đọc nhanh, chúng ta sẽ đọc là Yes, it is. Vậy là cô đã giúp cho các em hoàn thành được bài tập số 2 này rồi. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.